Rồi mình qua sửa test tree reading and writing part 1 ha. Đầu tiên làm gì? Các bạn đọc qua mấy cái từ ở bên cái ô bên trái để mình nhớ trong đầu tí xíu, mình đọc định nghĩa điền vào cho nhanh. A puppy, con chó. A puppy, chó con. A coat, một cái áo khoác. A coat. Scarf, a scarf, khăn choàng. A scarf. A lion, sư tử. A lion. A bear, con gấu. A bear. A doctor, bác sĩ. A doctor, bác sĩ. A clown, chú hề. A clown, chú hề. A sweater, áo len. A sweater. Rồi xong qua bên phải mình đọc mấy cái định nghĩa và mình chọn từ điền vào thôi ha các bạn, ghi vô. This animal, cái ví dụ this animal live in hot countries. It has a long tail and big feet. Cái con vật này thì nó sống ở cái những cái xứ nóng và nó có cái đuôi dài và răng bự. Ok, vậy nó là ở lion, người ta cho rồi ha. This animal live in hot country. It has a long tail and a big teeth. Nó là ở lion. Ok, chữ teeth này là các bạn thì các bạn thờ thụt lưỡi ha. Ok, teeth, teeth. Ok, teeth xong mình thờ, mình thụt cái lưỡi vô để cho nó ra cái âm thờ này là thờ tròn. Tiếp tục number one. This is like a jacket but longer and you wear it when it's cold. Cái này thì nó giống như cái áo jacket là áo vest nhưng mà nó longer, nó dài hơn. And you wear it when it's cold. Bạn mang nó, bạn mặc nó khi mà trời lạnh. Vậy nó là cái áo khoác đó. Hồi nãy bên đây nó có cái hình a coat. Ok. Tiếp tục number two. People laugh at this person with a red mouth and wide face. Người ta cười vào cái người này với a red mouth, một cái miệng màu đỏ, and white face, và cái mặt màu trắng. Vậy thì người nào có miệng đỏ mặt trắng là chú hề. Mình nhìn thấy chú hề thì mình hay laugh, cười ha. A clown. Number three. This strong animal is black, brown or white and can stand on two legs. Cái con vật khỏe mạnh này thì nó màu đen nè, màu nâu hoặc là màu trắng và có thể đứng ở trên hai cái chân. Vậy nó là gì vậy các bạn? Hả? A bear, con gấu. A bear. This strong animal is black, brown or white and can stand on two legs. A bear. Number four. You can wear this around your neck. Bạn có thể choàng cái này chung quanh cổ thì nó là khăn choàng. A scarf. Number five. This person help people who have to be in hospital. Cái người này thì giúp người ta, những cái người chữ who này thế cho people phía trước ha, những cái người mà phải ở trong, have to là bằng must là phải, have to be in hospital, phải ở trong bệnh viện. Vậy cái người này giúp những cái người mà những cái người phải ở trong bệnh viện thì là bác sĩ ha. Doctor. Number six. This is a young animal which is sometimes a bat, a pet. Cái đây là, this is là đây là một cái con thú nhỏ mà đôi khi á, thì nó là thú cưng. Vậy là a puppy. Puppy là thú cưng, đúng rồi. Nuôi chó con rất là dễ thương ha. Ok, rồi thầy đọc lại cho các bạn. This animal live in hot countries. It has a long tail and big teeth. This is like a jacket but longer and you wear it when it's cold. People laugh at this person with a red mouth and a white face. This strong animal is black, brown or white and can stand on two legs. You can wear this around your neck. This person helps people who have to be in hospital. This is a young animal which is sometimes a pet. Rồi xong part 1 ha.